Hi, xin chào các bạn. Và trước mắt các bạn đây là một sản phẩm của dòng đồ chơi Transformer hay còn được gọi là người máy biến hình. Và sản phẩm này có tên là Pathfinder Reduction. Đây. Có hình dạng là một con rồng. Thì như các bạn đã biết rồi, tôi thì hay sưu tập và nghiên cứu về dòng đồ chơi hợp thể siêu nhân của Nhật nhiều hơn. Tôi không có chuyên về dòng người máy biến hình nên có nói gì bậy bạ thì các bạn thông cảm bỏ qua hoặc có thể là góp ý với mình ở bên phía dưới phần comment nhé. Cảm ơn các bạn. Rồi đây, bây giờ tôi sẽ kiểm tra dao động của nó nhé. Đầu tiên là phần đầu đi các bạn. Phần đầu thì có thể gặt lên gặt xuống được. Đây, đó. Phần cánh, phần chi trước lên xuống, ok. Phần rồi phần chân sau, rồi phần đuôi, ok. Tôi thấy người ta trưng bày thấy đẹp quá và tôi đã không thể kìm lòng được và tôi đã mua nó rồi nè các bạn. Nhìn cũng đẹp đó các bạn, đẹp và chất nữa.
Các bạn thấy mẫu sản phẩm này như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.